Xin chào mọi người, chào người đã quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay BK Gaming sẽ tiếp tục tựa game One Piece First Debut mọi người ơi. Thì hiện tại thì game đang là sự kiện của râu đen nha mọi người. Đây. Ui, giới thiệu mọi người, sẵn đây giới thiệu mọi người luôn nè. Nhân vật mới, ui cái gì vậy? Chu chà, đang chạy thì có một con chim gửi một bức thư. Trong thư nói là ở hòn đảo gì đấy có một cái kho báu. Đâu. Coi trên hòn đảo nào có kho báu không? Này game tiếng Trung không à, nên tò mò nè. Đài thấy hòn đảo nè. Hòn đảo này đang có kho báu nè. Ngay nút vàng nè, nó sẽ tặng được hai mảnh vé vàng quay tướng. Ghê. Đài sẵn đây mình giới thiệu anh em luôn một nhân vật chuẩn bị ra mắt. Tướng SS xịn sò, đó là đô la mì ngố. Đây. Thằng này nha mọi người. Đây. Nhá hàng ra rồi đó. Sắp anh em có thể quay tướng đấy rồi đó, khá là mạnh. Ok, thì quay lại sự kiện của râu đen đợt này ha, thì mình sẽ có cái sự kiện rất là hay, đó là đi đảo, đi ải chứ không phải đi đảo nhầm. Đi ải đây mọi người. Đấy. Giờ mình vô, mình cũng đã đi một vài ải rồi, thì hôm nay mình sẽ đi phá đảo cái ải này luôn nha. Mình sẽ phá đảo luôn, chỉ còn lại mấy cửa nữa thôi. Nhưng mà mấy cửa cuối này rất là khó. Mấy cửa đầu thì nó rất là dễ rồi, nhưng mà mấy cửa cuối nó mới rất là căng cực nè anh em. Nào, bây giờ mình sẽ tiếp tục trải nghiệm phá đảo luôn. Thì mình sẽ sử dụng bộ 3, bộ 2 chứ lộn. Hôm nay ngáo ngáo sao ta? Nói nhầm hoài anh em. Thì hôm nay mình sẽ dùng râu đen và râu cắn luôn. Đấy, đủ combo râu đen râu cắn luôn nha. Thì râu trắng của mình thì sức lực chiến thì khá cao, còn râu đen thì mình mới quay đen nên cũng lực chiến còn hơi rất là thấp. Đấy, nên mình sẽ vô. Rồi, giờ mình sẽ quyết tâm phá đảo mấy ải của sự kiện này ha. Không biết mọi người đã phá đảo chưa không biết. Mọi người đã phá đảo chưa? Nếu mà mọi người đã phá đảo rồi thì comment bên dưới mình biết ha. Đây, hôm nay thì mình sẽ phá đảo mới được. Đây, sẵn đây cũng trải nghiệm cho tướng anh em râu đen luôn. Ui, ghê chưa, dùng chiêu một cái hút vô cái chết hết luôn. Wow, thì game này có thêm chức năng là auto nha anh em. Đây anh em có thể bấm này là tự động điều khiển đánh luôn. Đây bây giờ mình sẽ sử dụng thử auto nó đánh như thế nào nha. Đấy, anh em đang xem là chế độ auto nó đánh đấy. Đấy, coi thử. Ghê bộ. Ui, auto đánh ghê chứ giỡn anh em. Không phải đùa đâu nha. Rồi, đùa. Vô đồ hay ta, này mới để ý á, mỗi cái cục nó quăng ra là nó sẽ hút vô nha, giống như hố đen vũ trụ vậy anh em à. Anh em quăng ra nó sẽ hút vô. Ôi rồi, ui dùng chiêu cuối luôn trời, thằng tép riêu đó mà nó chơi dùng chiêu cuối luôn. Thì nói chung tự động máy mà, nói chung máy đánh vậy là hay rồi anh em. Đấy, nói chung game này thì anh em nếu mà anh em không có thời gian cày, anh em có thể sử dụng auto tự động đánh như thế này rất là ngon, khỏe. Ok, còn không thì anh em sẽ đánh bằng tay như mình. Đấy, đánh nè. Đây là mình tự đánh nè. Đấy. Anh em có thể vừa kết hợp, vừa đánh tự đánh, vừa kết hợp tự động luôn. Đấy, nó đánh hơi bị dữ á. Rồi. Cái ải này cũng khá thấp nên khá là nhẹ nhàng ha. Với lại khi anh em qua ải á, qua từng ải á, thì nó sẽ cho anh em thêm cái những phù hiệu tăng sức mạnh á. Đây mấy cái đồ này nè. Đồ thấp nhất là thẻ xanh nha. Thổ dừa dừa, hiện tại mình đang thay sử dụng thẻ dừa dừa thôi. Rồi thẻ tím nè. Mạnh lên cao hơn nữa là sử dụng sẽ vàng nè. Coi thử cái sức mạnh. Ui, thử dùng sẽ vàng đi chứ nè. Cái vàng sức mạnh cao hơn rất là nhiều. Này. Ok. Đấy. Chung chà. Chung mình cũng đã mạnh rồi nên mình sử dụng thêm mấy thẻ này thì quá tuyệt vời rồi. Chủ yếu ải phá đảo này mình sẽ sử dụng râu đen thôi nha mọi người. Râu đen cũng trải nghiệm cho mọi người xem luôn. Tại tháng này đang sự kiện râu đen mà. Phải làm về râu đen nhiều chứ không? Ok, thì giờ mình sẽ tự động đánh nha anh em. Mình sẽ chỉnh qua chế độ mình sẽ tự đánh nha. Đấy. Đánh cho nó sướng tay nè mà. Ôi,
chứ đưa máy đánh thì hết hết sướng rồi. Đấy. Ui. Còn đâu? Đây. Chú. Ui. Chú cha hút vô cái quăng. Ghê chưa? Đây. Đây là đội trưởng đội 2. Tứ Hòn. Búp xì ra lộn. Chà mạnh vậy anh em. Quýnh mình mất. Wow, chưa càng ngày càng lên. Chà chắc nghi phá đảo được quá anh em. Đúng là đội trưởng đội 2. Cánh tay phải của Bubi. Tứ Hòn thật là ghê. Ây chà, có lẽ hơi căng anh em à. Đúng rồi, càng ngày càng mạnh anh em à. Phải đùa đâu. Rồi, tiếp tục qua cái cửa thứ ba. Cửa thứ ba này gặp ai đây? Căng, trời ơi, gặp Tứ. Ngủ. Tứ Hòn rồi anh em ơi, chết. Còn đọc. Chui cha. Ôi. Sợ quá cơ à. Được anh em à. Đậu đen này có cái là được quăng mấy cục này nè. Anh em khi mà anh em yếu anh em quăng mấy cục này, anh em đứng xa anh em quăng nó đánh đâu được mình đâu. Đó. Hút. Đụt này mạnh quá, hút được. Ghê. Giả bên tay tí luôn. Rồi. Win. Ghê chưa? Sau này chắc là rau đen 3S á, SSS á là có hai trái ác quỷ nha mọi người. Này, trái của rau trắng thêm trái rau trắng đấy. Đấy, nhưng mà chắc còn lâu á, không biết khi đến khi nào. Ôi sắp tới cái cuối luôn rồi. Ôi, mình còn 15 cục nữa nên mình quyết định sẽ mở thêm ha. Đây. Đây để mình chọn tăng sức mạnh tí ha. Cái này thì tăng 75. Ok, được rồi. Đấy. Vô. Đây, tờ ru đen. Ý. Hiện tại thì mình thấy những tướng anh em nên quay rau đen, rau trắng với lại mắt rô ha. Nếu mà anh em có quay được A3S, A-New á. Đấy, thì càng tốt. Đó là bốn nhân vật anh em nên sở hữu ha. Khá là mạnh. Đấy. Còn thời điểm tháng này là thời tháng của rau đen. Nên rau đen là chùm rồi nha mọi người. Tháng này là rau đen đang là chùm nha. Thì sau mà hết sự kiện nó thì có thể game nó sẽ giảm sức mạnh. Tùy thôi. Nói chung cứ mỗi tháng thì nếu mà tới tháng của tướng thằng nào thì thằng đó nó sẽ mạnh ha. Rồi ai cuối cùng. Hút. Ui, hút giả cái rồi bắn súng này. Chú. Rồi cái ải này yếu hơn ải nãy nữa anh em à. Ải này đánh dễ hơn ải nãy nữa. Rồi. Ngon anh em ơi. Giờ tới ải cuối cùng luôn kìa. Ôi, phá đảo luôn rồi. Không, như dưới đây mình chưa đi. Để mình đi dưới đây luôn. Đây nè, đúng rồi, đây còn hai ải nữa chưa đi. Ơi. Lật chiến gần 20 triệu luôn rồi. Ui. Hút nè. Ui. Ôi, hút mạnh như vậy. Hút một cái giả cái chết hết luôn kìa. Đúng là rau đen. Rồi, bắn cái nè. Cái gì vậy? Ủa? Ghê vậy sao?
sao cái cục đau đen, cái cục hố đen vũ trụ nó không tắt luôn, nó hút mất máu biết luôn nè anh em. Nè nè anh em coi nè, ghê chưa, nó không tắt luôn kìa, lâu vậy luôn hả, ghê vậy ta. Đây nè, đây nè mấy, nó không chịu tắt luôn. Ui giờ mới phát hiện anh em à. À tụi nó bị hút vô, nó bị mất máu miếng vậy đó ha, nó cứ hút vô mất máu miếng luôn. Hay 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 hay, này mới phát hiện nha. Đấy coi nè, à, nó hút, nó hút vô hố đen, nó hút vô rồi mất máu từ từ luôn kìa. À, anh em khi nào nó để lâu quá nó hết thì họ anh em bấm cái này nó mới hết nè. Đó, oh good good good, biết rồi nha, phát hiện rồi. Rồi ok, cắm cho bà nhanh luôn. Ui xong, quá mạnh anh em, quá mạnh, đánh y xì quá ta. Thì nếu mà phá đảo xong cái sự kiện này ha, thì mình sẽ đi đánh hàng thử trận ha. Lâu khi mà có tướng đâu đang, bữa giờ mình không đấu hạng luôn, bây giờ mình đi làm nhiệm vụ này kia không, chưa đấu hạng nữa. Đem luyện đấu hạng rau đen thử xem như thế nào ha. Ui 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 ui, vô đấy, này mới phát hiện em à. Đó, nó cứ đó, cái hố đen nó cứ hút tụi nó vô, nó đâu đi được đâu, nó mới nó đâu chạy ra ngoài được không, và nó cứ bị mất máu miếng gì đó. Hay kìa, ui 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 ấy ấy, ui cứu 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 mấy bạn ơi, cứu, ôi cha cha, toàn toàn anh em ơi, không ổn rồi, chiều cuối thôi, cha không mất, không mất, không mất máu xin nhê gì luôn kìa anh em, toàn quá. Hút 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 vô, hút vô, càng ngày càng căng á anh em, không phải đùa đâu, chà lét đánh, đánh ải cuối cùng biết, đánh lại không biết, tao thùi ông đây hết anh em, chu 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 chu, ok, còn, ai 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 ấy ấy, ok còn nữa, càng alom 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 ơi, anh tha em, hút vô hút vô, ấy đừng bay ngon vô đây, hút vô cái hết kìa. Hay anh em, thì để bật cái vụ hút như này á, anh em còn phải nâng cấp cái phù hiệu lên nha, anh em nâng cấp phù hiệu lên tầm 30 level 30 hay là mấy cái phù hiệu á, anh em con cấp từ 30 trở lên là có thể mấy cái hố đen vũ trụ nó sẽ hút vô rồi đó. Ui ui ui, thấy giờ mình sợ, bây giờ mình đánh là chắc chắn không lại, nên bây giờ phải chơi chiêu anh em à, chứ chơi đánh từ xa vậy đó. Đánh từ xa vậy mới cấu máu nó từ từ thôi anh em à, chứ giờ không ổn. Đấy, phải cấu máu từ từ vậy thôi. À, thấy không, đó, đánh đánh không lại đâu, tại về cuối này mấy nãy mạnh lắm, mình mấy cái phù hiệu nâng cấp chưa full á, mình đang sơ xài theo phù hiệu hệ tím thôi nên đánh cũng hơi căng. Đấy, giả bạc tai nè, ok mất giáp rồi, mất giáp vàng rồi, mất giáp rồi đấy, ui mất giáp nổ cái mất máu quá trời luôn ha. Rồi ok, nói chung mất giáp là khỏe rồi. Ấy, càng 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 ngày càng khó này mà, không phải đùa. Thôi ải cuối cùng, ui liệu có phá đảo được hay không đây, sợ quá cơ. Ai ai, ok ải cuối cùng đây, liệu còn có phá đảo hay không. Ồ còn mà, ấy chu chắc còn ba cái nữa anh em. Ấy đừng đùa đùa, mộng mộng phải mở thêm mấy cái này coi coi. Đây đợi
Chu chà. Đây, em sẽ chọn mấy cái này ha. Rồi. Vô. Này mà mình chuyển qua rau trắng đi là cái một thôi, rất là dễ. Nhưng mà tại rau trắng của mình cũng sức mạnh cũng gấp rử rau đen này rồi. Đấy, rau đen này mới nên sức mạnh còn thấp á. Nên đánh hơi lâu thôi chứ. Nhưng mà nãy giờ mình rồng rau trắng thì đánh nhanh rồi. Ui. Đánh mang tiếp riêu mà mình mất máu nãy giờ luôn á. Đánh mang tiếp riêu mà mình mất máu miếng quá trời anh em. Cha 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 Mr. One. Cha sợ quá. Ai. Ui cha mất. Mua khúc máu luôn kìa. Hút vô. Hút vô. Mang tiếp riêu cho thoát liền ha. Ui. Ghê chưa. Ghê chưa. Ghê chưa. Ghê. Ghê chưa. Ghê chưa. Ghê chưa. Này. Này mới căng nè. Bây giờ mình phải giết mấy thằng hồi máu trước. Mấy bác sĩ nè. Đó, phải giết mấy bác sĩ trước. Ui ui. Làm gì anh bạn? Làm gì vậy anh bạn? Làm gì vậy? Bàm gì bạn? Ulti luôn. Ui chà, ok mà mang tép riêu chết thôi này. Quá mạnh anh em ạ, có máu đã vậy. Mình đổi qua lực chiến phù hiệu khác á. Lực chiến của mình lên khá là cao, đánh rất là ngon. Này. Mình sử dụng hai cái tăng đam luôn á. Nên tăng rất là nhiều, đánh nhanh hơn nãy. Này. Mình sử dụng hai cái đam này luôn nè mọi người. Đó, đam vàng với đam tím luôn nè. À. Mấy cái này, cái trái tim này thì tăng máu thôi. Còn này tăng hệ chiêu. Ok. Hai ải nữa là kết thúc. Hai ải nữa là kết thúc rồi anh em ơi. Ui. Chị chơi. Ok. Sắp phá đảo rồi anh em ơi. Không biết mấy bạn phá đảo chưa, với mình là phá đảo rồi đó. Tắt chế độ tự động đánh coi. Đứa cục nha. Rồi hút vô đây. Hút vô. Thì anh em mà muốn tạo một cái hố đen mà hút mía như thế này á, thì hôm sau mình sẽ làm một cái video hướng dẫn chi tiết hơn cho anh em ha. Đấy, chứ mới vô anh em làm gì mà có thể hút như vậy được. Mình sẽ làm một cái video hướng dẫn chi tiết cho anh em về cách mà đó, khi mà anh em sử dụng chiêu một cái hố đen á, nó sẽ hút vô và nó sẽ kéo dài một khoảng thời gian như thế này. Đấy. Ok. Sắp phá đảo rồi anh em ơi. Rồi sử dụng chiêu cuối luôn nè. Wow, Kameyoko, hút. Ui, hút bắn lên trời luôn kìa. Rồi. Ui, ghê chưa. Ui, mất ít máu vậy. Mất ít máu hơn chiêu 3 nữa anh em. Ai, quá ghê gớm. Lấy súng ra bắn bạc cái chết hết luôn. Rồi, vô. Ok. Rau đen gãy hết 4 cái răng hả ta? Này mới để ý rau đen gãy 4 cái răng, 4 răng này Luffy đánh quá. Luffy ha, ai đánh gì đấy. Rồi. Ôi, ai cuối cùng em ơi. Ui. Trời luôn. Trời luôn, trời ai cuối cùng luôn. Anh em đoán em có thắng hay không đây. Nếu mà ấy được là mình phá đảo luôn. Chà, không biết ai cuối cùng thì đánh với ai đây. Nhìn có vẻ ghê à. Hút. Wow, hút cái chết hết luôn kìa. Ê mấy bạn ơi, từ từ tí. Úi, trâu bò vậy. Đúng trâu luôn em.
Còn tí máu hình quýnh quá trời nó không chết. Ai à, phanh kỳ nè. Trùng cuối là phanh kỳ hả? Kỳ vậy. Đấy là trùng cuối. Nó mà ai mạnh hơn tí chứ. Ít nhất cũng là Luffy hay là gì chứ ta. Phanh kỳ. Không không không, chưa chưa, không phải. Không phải trùng cuối là phanh kỳ anh em, nhầm nhầm, từ từ. Còn một ải nữa mà. Quên quên. Đây em chỉ dùng trùng cuối luôn. Ai. Bùm. Qua đã. Chù da, không mất máu gì luôn kìa. Trùng cuối gì cơ vậy? Ê ê nó hút. Ui ui. Mày chơi lửa hả? Mày chơi lửa. Chơi lửa không được nha con. Nít nôi không được chơi lửa nha. Nít nôi không được chơi lửa. Bắn 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 bắn. Hút nè, hút nè. Hút 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 câu máu kìa nè. Được chưa? Rồi. Coi thử trùng là ai nha mọi người. Cùng đón xem. Trùng là ai? Là Luffy, biết ngay mà. Thấy chưa, nãy mày nói Luffy đúng luôn. Ê. À chặt càng càng. À không phải anh em ơi. Luffy với Rojo luôn. Cha căng chở chết cho nó lùa em. Lùa rồi. Tụi bay vô đây. Tụi bay vô đây. Rồi tụi vô đây hút tụi bay hết nè. Ui sợ chưa. Ui ui. Không ổn anh em ơi. À hãy chu cha. Vua hãy tặc với lại. Ây chứ vua hãy tặc với cánh tay phải nó uống em kìa. Ây mất máu rồi. Không ổn anh em ơi. Hút vô. Hút vô mấy đứa ơi. Hút nó vô. Hút nó vô. Ôi trời, thôi 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 thôi, giả bị tay. Đấy. Bắn 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 bắn. Chạy 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 chạy. Giờ mới chơi cống máu vậy thôi nè mà. Ôi chú chơi Yoro nó chạy kìa. Yoro nó quay quá trời vòng luôn kìa. Ý ê. Sắp sắp à. Xử Yoro trước nha. À một em Yoro hy sinh. Rồi win loa. Ok. Ok, đã phá đảo được rồi anh em ơi. Phá đảo được rồi. Tuổi mới mấy ngày à. Sự kiện mới mấy ngày mình đã phá đảo được rồi. Đây, chỉ sử dụng những cái phù hiệu tăng hệ tím thôi nha mọi người. Chưa tới vàng nữa. Ok. Ok, mình đã phá đảo rồi. Coi thử nhận quà gì nhiều không. Ui, nhận full quà luôn nè. Đã chưa đã. Ok thì đã phá đảo ha.